Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vâng, hôm nay là buổi sáng ngày 6 tháng 12 năm 2020. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành đang có mặt tại chùa Xuân Đỗ Hạ, tên chữ là Sùng Phúc Tự, hay còn gọi là chùa Sùng Phúc, thuộc tổ 12 Xuân Đỗ Hạ, phường Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội. Phường Cự Khối nằm ở phía Bắc giáp với phường Long Biên, và phía Đông và phía Đông Bắc thì giáp với xã Đông Dư, huyện Gia Lâm, và phía Nam thì là sông Hồng, và thuộc bờ bên kia là xã Thanh Trì, huyện Thanh Trì. Chùa Sùng Phúc là một di tích tôn giáo thờ Phật, và cũng như nhiều ngôi chùa cổ ở Việt Nam thì chùa Xuân Đỗ Hạ có chức năng chính đó là thờ Phật, và bên cạnh đó là có thờ các cái vị sư tổ, thánh mẫu Liễu Hạnh, và đó và phụng thờ Đức Thánh Trần. Vâng, hôm nay cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành có lắp đặt và bàn giao một số đồ thờ cho gia đình nhà anh Hải. Anh thuộc phường Cự Khối gần chùa Xuân Đỗ Hạ, quận Long Biên, Hà Nội. Bây giờ đang là 9 giờ sáng, cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành đã có mặt tại gia đình cũng như là phòng thờ tư gia, cũng là gọi là phòng khách tại nhà anh Hải. Anh đã xem các cái video clip của chúng tôi giới thiệu về các cái đồ gỗ phòng khách cũng như đồ gỗ phòng thờ. Anh đã chọn phương án đó là đặt hàng online. Anh đã đặt chúng tôi một bức hoành phi làm bằng chất liệu gỗ vụ. Thì trước đây anh cũng đã sắm các cái nhang án ô sa, câu đối cửa võng. Thì hôm nay cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành tiếp tục bàn giao tiếp cho gia đình đó là một bức hoành phi bằng chất liệu gỗ vụ, được chạm ba chữ Phụng Tổ Đường. Và trên mình các bạn đang xem là người thợ của chúng tôi đang bắt các cái chiếc ốc để giữ tấm hoành phi ở phía trên cùng. Và trên mình các bạn đang xem đây là bức hoành phi bằng chất liệu gỗ vụ được sơn son thép vàng. Trong video clip trước tôi đã giới thiệu phần mộc cũng như là phần hoàn thiện tại cơ sở 6 đường Đồng Tâm, La Xuyên, Yên Ninh, Ý Yên, Nam Định. Hôm nay là ngày 6 tháng 12, tức là ngày 22 âm lịch tháng 10. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành đang có mặt tại phường Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội để bàn giao và lắp đặt cho gia đình đúng vào cái không gian phòng thờ cũng như là không gian của phòng khách của gia đình nhà anh Hải. Anh đã tin tưởng và đặt hàng cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành, đặt hàng online qua Zalo 0986 883349 hoặc 0985 226684. Thì trước đây anh có treo một bức hoành phi bằng chất liệu đó là chiếu cót, thì đến nay nó đã mục hồng. Anh đã quyết định đặt một bức hoành phi bằng chất liệu gỗ vụ sơn son thép vàng. Và trước đây các cái bộ đồ thờ cũ của anh đây thì nó bằng chất liệu gỗ rồi và sơn màu đô. Và hôm nay anh tiếp tục đặt đó là bộ hoành phi bằng chất liệu gỗ vụ sơn son thép vàng, đó là vàng Đài Loan, sơn son thép vàng phủ hoàng kim. Trong video clip trước tôi đã giới thiệu về cái thông số kích thước, thì trong video clip này chúng tôi vẫn nhắc lại để cho quý khách, khi quý khách xem các cái video của chúng tôi mà không bỏ lỡ. Thông số kích thước của bức hoành phi chúng tôi làm với chiều dài 1m97, chiều rộng 67 và ván là dày 3 phân, liền tấm liền khối. Đã được treo vào đúng không gian phòng thờ. Phía dưới là một chiếc bàn thờ ô sa hay còn gọi là nhang án ô sa. Và hai bên đó là hai câu đối bằng chất liệu gỗ rổi dài 2m17, được chạm mỗi bên 11 chữ và không có phụ đề tiếng Việt. Và vào gian giữa là một bức cửa võng hồng chỉ, bên trên là bức hoành phi. Đây cũng có thể đánh giá đây là một lô hàng đồ thờ và được trưng bày tại nhà thờ tư gia và cũng được trưng bày ngay tại phòng khách của nhà thờ anh Hải, trông rất là đẹp và bắt mắt. Đây cũng là ước muốn của rất nhiều người về trong thế giới đồ thờ cúng tâm linh. Có thể nói đây là một bộ đồ thờ
chưa được đầy đủ lắm thì cũng được tới 80 đến 85%. Anh cũng là một người rất có tâm, thờ các cụ tổ tiên trong gia đình. Và bên trong anh có thờ các cái thiều châu và một cỗ khám thờ chính giữa. Bên ngoài thì anh có cửa võng, câu đối, hoành phi. Quý khách hàng hãy xem chi tiết các cái bộ sản phẩm của chúng tôi. Quý khách có thể đặt hàng online mà không cần về cơ sở. Anh Hải, anh đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí. Khi đặt hàng online thì quý khách nhớ là xem kỹ các cái chi tiết, hoa văn, họa tiết, từng các cái góc cạnh mà chúng tôi giới thiệu. Quý khách có thể xem video mộc, chúng tôi có các cái phần link ở phía dưới phần mô tả. Quý khách lưu ý, quý khách có thể xem thêm. Hiện nay rất nhiều người đang thắc mắc là ở xa không về được mà muốn đặt hàng thì rất là khó, thì chúng tôi sẽ tư vấn tận tình tận tâm qua Zalo 0986 883349 hoặc 0985 226684. Quý khách chỉ cần đưa cho chúng tôi số đo kích thước và quý khách sẽ chụp màn hình các cái mẫu mã mà quý khách đang xem, bất kể cơ sở đồ gỗ nào hay cũng như các cái mặt hàng của cơ sở đồ gỗ Hiền Lành, thì chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể từng sản phẩm để cho quý khách có thể đặt hàng online. Chúng tôi cam kết là làm đúng như mẫu mã, đúng như hình. Hoành phi thường có hai cái gam màu. Nếu nói về sơn son thép vàng, thường là nền đỏ chữ vàng và nền vàng chữ đen thì nó sẽ là nổi bật hơn. Và nếu là sơn PU thì chúng ta sẽ có màu cánh gián sáng và màu cánh gián sẫm, chữ là thiếp vàng. Và bức hoành phi này có các cái phụ đề tiếng Việt, đó là chữ phụng tổ đường. Câu đối anh làm trước đây thì không có phản phụ đề để quý khách có thể tham khảo. Và video này đang được quay trực tiếp tại nhà thờ Tư Gia, nhà thờ nhà anh Hải, anh ở phường Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội, gần chùa Xuân Đỗ Hạ. Quý khách ở gần, quý khách có thể qua số nhà 117 gần chùa Xuân Đỗ Hạ để xem trực tiếp bộ sản phẩm mà chúng tôi đã bàn giao. Cơ sở đồ gỗ Hiền Lành luôn luôn chia sẻ tới tất cả quý khách hàng các cái mẫu mã sản phẩm cũng như quy cách làm về đồ thờ cúng tâm linh bằng gỗ. Đồ gỗ Hiền Lành mong muốn đó là đem tới tất cả các cái sản phẩm đồ thờ cúng mà chúng tôi làm ra tới tận tay khách hàng. Chúng tôi sản xuất với giá gốc và nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Còn rất nhiều người đang chưa biết đến cơ sở đồ gỗ Yên Lanh, quý khách bớt chút thời gian xem trên YouTube hoặc qua các fanpage Facebook đồ gỗ Yên Lanh, hoặc truy cập vào Zalo 0986 883349 thì chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá các cái sản phẩm mà quý khách đang quan tâm. Quý khách có thắc mắc, quý khách hãy bình luận ở phía dưới video thì chúng tôi sẽ giải đáp. Đây là toàn bộ quang cảnh nhà anh Hải. Và đây là khung cảnh, đó là chùa Xuân Đỗ Hạ, hay còn gọi là chùa Sùng Phúc Tự, thuộc quận Long Biên, Hà Nội. Và đây là đang ở phường Cự Khối, Gia Lâm. Quý khách có thể đến trực tiếp số nhà 117. Vẫn còn lưu giữ một chiếc cổng cổ, đó là được xây năm 1931. Đây các bạn có thể xem số nhà 117 để quý khách tham khảo các cái bộ sản phẩm đồ thờ cúng tâm linh mà chúng tôi đã bàn giao. Được biết anh cũng là người rất có tâm, sắm đầy đủ đồ thờ để thờ gia tiên các cụ. Đồ gỗ Yên Lành cảm ơn tất cả quý khách hàng đã quan tâm các cái video của chúng tôi. Quý khách muốn đặt hàng, quý khách hãy liên hệ trực tiếp để giao lưu với nghệ nhân Dương Văn Hiền qua số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Và trên màn hình các bạn đang xem đây là mẹ của anh Hải, người đã trực tiếp ở nhà để chỉ đạo chúng tôi lắp đặt và bàn giao đúng thời gian cho anh đồ thờ cúng tâm linh. Nó ảnh hưởng rất lớn tới những người làm nghề như chúng tôi.
Quý khách có nhu cầu, quý khách cứ liên hệ trực tiếp về Zalo 0986 883349, chúng tôi sẽ tư vấn. Quý khách nhớ đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để ủng hộ cơ sở trên thị trường đồ gỗ online ngày càng lớn mạnh, và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.